này chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Xin lỗi. Ngu rồi à. Xin lỗi. Vậy không chơi vào vậy không? Đúng rồi. Không phải. Ủa không? Xin lỗi. Bây giờ không vào vậy ngu quá. Nhảy luôn, nhảy luôn, mọi người nhảy luôn. Đồng bút. Chị bị mất lòng anh em à, chứ bọn em chơi bình thường đúng không Kai? Thật không? Đúng rồi, chơi game này là phối hợp đàng hoàng đấy. Đó ok, xíu nữa Kai hoặc là Phong mà gào lên gì đó thì bạn editor nhớ tua lại câu này của Phong của mình nha. Đó ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Let's go, be cool, bắt đầu. Rồi, bắt đầu. Bây giờ thì finish game or return là cái gì? Và bước đầu tiên tôi sẽ quay trở lại với những màn dễ nhất như này. Thì nói chung là bọn mình đã từng chơi rồi, nên là mình sẽ bắt đầu chơi từ màn số 6 đi ha mọi người ha. Mình bắt đầu từ màn số 6 luôn, tại vì chúng ta đã từng chơi rồi. Ờ khoan, còn mình sau mà, nhớ còn mình sau mà. Tôi lỡ tay rồi mọi người, thôi chơi lại, chơi trước đi. Chơi test đã, chơi cho nhanh tay đã. Rồi, nhanh tay đã. Rồi đầu tiên, màu xanh. Cảm ơn màu xanh của chị em ơi, em cứ bình tĩnh. Màu xanh của chị. Có chứ, bây giờ chúng ta test đã. Cái trò này là mình chơi rồi nên là mình có kinh nghiệm yên tâm. Màu đỏ của mình bạn ơi. Màu đỏ đi là đấy. Nói chung là chúng ta sẽ chơi theo thứ tự như này nha mọi người. Màu xanh đẩy nè. Hình như một cái màu đỏ đẩy xuống tay. Đẩy lớn. Ủa? Đẩy nó chi, đừng có làm gì đâu. Ê, xin lỗi, trời ạ. Trời ơi, Kai là cái thủ. Rồi, bây giờ ai lên, ai xuống, alo. Bây giờ chơi từ đầu ấy, chứ sao vậy? 5 minutes later. Và vừa rồi chỉ là 1 phút bối rối nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại nè, đó. Start game này, đó. Bây giờ chúng ta sẽ chơi màn tiếp theo. Đây có rất là nhiều màn nha mọi người. Nhưng mà tôi sẽ nháp lại cái màn vừa rồi nha. Tôi sẽ nháp lại nha mọi người. Không phải là thật sự là để bình tĩnh đã. Rồi, ok. Đầu tiên, tôi, rồi. Của tôi. Rồi. Đừng chắn đường tôi mọi người. Bây giờ là từng người thôi nè. Từng người nè. Rồi ok. Rồi, sám lên này, sám ơi. Rồi, sám đẩy. Đẩy nè. Sám đẩy đi sám. Để cho mọi người lên nào. Nhanh lên được không? Đẩy xuống nè. Đẩy xuống. Đẩy không sao đâu. Kiểu gì chắc là sẽ đẩy xuống đi sám. Đẩy xuống đi mà. Thôi thôi cái game này đi chứ. Cái game này đi chứ. Sao còn kéo dài thời gian nữa. À cái đó là mình nói vừa nữa. Cái đó là mình nói chưa nha. Later. Rồi. Ok, từ từ rồi, đỏ đi nào. Rồi, cái. Ok. Rồi. Từ từ, bây giờ đỏ phải đẩy đúng. Đừng có xuống. Tâm lý quá, game gì tâm lý. Rồi, đẩy đi.
Ủa là xuống rồi á? Xuống rồi đây đi. Rồi ok ok. Đừng có xuống. Hợp lý á. Okay. Mình phải nhìn ngắm mọi thứ đã mọi người. Okay. Mình cứ mới quyết định nhảy chứ. Nguyện đấy. Ngờ, ok. Ngờ, ngờ. Bà tôi sợ tay quá đi nha. Ok bây giờ chúng ta chị em mà chửi nhau quá. Chúng ta mới màn thứ hai nha. Rồi đi lên nào. Lên thời gian. Rồi thời gian rồi. Lên đi. Lên. Lên lên lên. Đứng đây em đừng có chạy. Rồi vô. Nhảy 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 nhảy. Ok nhảy nha. Đừng rớt đừng rớt mọi người đừng rớt. Đừng có rớt đừng rớt. Tí nữa à, tí nữa ai mà mắc lỗi đi, tôi dí à. Ok. Vậy đi, vậy đi, vậy đi. Thôi bây giờ không sao lắm. 2, 3 3 Nó khổ vậy trời ơi. Meanwhile. Thế thì xíu nữa nha, tận xám với xanh dương không di chuyển để cho vàng đi thẳng là tới luôn á. Ờ, vàng đi ngang qua đúng rồi, okay. Vàng ơi. Nhanh nha, cho các bạn 3, 2, 1 đi. Đấy. Trời ơi. Đơn giản vậy đó. Thấy người chỉ huy phải như vậy. Là đơn giản chứ trời. Hay quá, cá vui. Cá vui là có gọi là tài lãnh đạo. Trời chứ còn cái gì nữa, cảm ơn à. Ôi mày nếu sai thì đành phải thừa mà. Đừng bút, đừng bút, đừng nhớ. Ôi giời. Chị hôn đau bút lắm nhau. Đừng có nhớ. Đã là đơn bút rồi là đừng có chạy mặt nữa. Này, biết sao không? Tại vì bị tò mò. Tâm lý. Ok. Bị tò mò không biết bấm chưa có cái gì tò mò. Tại mày đi. Tại mày đi. Nhảy đi. Nhảy cao lắm. Bấm xử đó mà bấm xử. Gì vậy xanh? Xanh 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 lần hai à? Lỗi 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 xanh xanh ngu. Xanh ngu xanh ngu xin lỗi. Xin lỗi. Dám chửi màu vàng luôn hả? Đúng rồi. Không phải tôi không phải. Ủa bà ngu ngu vậy không? Xin lỗi. Bà giả màu vàng ngu hả? Ui dạ ui. Ủa cái gì từ từ. Vô nhiều luôn má. Trời ơi. Chúng ta còn nhiều cái để chơi lắm. Mọi người ơi hello. Em mới qua đánh phong mà không gì đâu. À vậy hả? À dạ màu quá. Cái màu quá. Ôi mấy bạn nhớ edit. Mấy bạn nhớ edit TikTok cái đoạn đó nha, chứ đừng edit mấy đoạn mà mình mắng
Tôi treo thôi. Nhảy. Sim không biết tôi đâu có Báo. Sao Phong không chửi màu xám á Phong? Dễ thương quá. Chửi được, xám dễ thương mà sao chửi được, đúng không? Rồi, sao xám này đâu, cho xám này đâu đúng đi. Rồi, cho bạn nhảy tiếp à. Rồi, cách xa xa, mọi người cách xa xa. Rồi, bây giờ đến cam mũi báo này, mọi người tin không? Không, tất nhiên là không rồi. Ê, cái, vậy. Cái này là dễ nhưng mà không hề dễ nha. Ok. Trên cái cao kìa, trên cái cao kìa. Lên đầu rồi sao? Sám nhảy đi, mọi người im lặng hết nha, bây giờ đoạn này mình chơi cho im lặng nè. Rồi vàng nè. Rồi qua. Xanh nè. 1 hour later. Đi ra, xíu vô không? Ok. Từ từ. Bây giờ tôi là người cuối cùng. Tại vì đồ chạy mà. Trời ơi, em mình tựa. Mà đông một cái em quá tăng. Rồi, chúng ta nhận lại ơi. Ok, sau 749 lần thì chúng tôi cũng đã qua được tất cả những cái màn này rồi mọi người ạ. Tuyệt vời quá nha. Bây giờ chúng ta đến với những màn khó hơn nữa nha mọi người. Nếu các bạn không nhầm thì lần trước là màn thứ 12 này, Last Park này. Thì đâu cần phải giải thích đâu. Không, tại vì các bạn là những cái bạn đến trước. Phong kìa. Ê, có cái gì nè mọi người. Bây giờ là Phong với chàng, Phong mà đứng lên ai chàng. Phong mà đứng lên một ai đó. Trời ơi, Phong mà Đang test thử. Bà nhìn là bà biết rồi, bà cũng test. Bà nhìn nữa đi đó. Rồi, bây giờ Sam lùi lại đi Sam. Từ từ mọi người bình tĩnh thôi. Sam lùi lại bấm nút. Đây. Có cái gì không? Không. Nút tưng lên nữa. Nút phải làm gì? Ủa? Để đem cái nút đi. Rồi chị đem xin đem đi á. Rồi bây giờ Phong nhảy ngược lại để che cho mọi người nè. Nhảy ngược lại ông, chạy tới đây. Ngược lại che cho Sam nữa. Mọi người đừng bao giờ để bà Camui phân tích. Vậy đi. Tôi bình tĩnh nha, bây giờ bình tĩnh nha. Đừng để Camui phân tích. Rồi, Camui cầm kìa. Đứng trên kia xong rồi tụi em đạp cái đầu nó tưng lên đầu chị luôn, chị qua bên kia đi. Rồi, xin đứng gần ô sát tường luôn. Rồi ok, Phong đạp nè. Rồi, bà chạy vô phải không? Bà chạy vô. Rồi ok. Rồi. Ok. Nhưng mà giờ sao? Từ từ nha. Giờ sao nữa? Bà đi qua đi. Mới chặn nó lại. Phong chạy tới gần chỗ mình này để có thể thấy được bên kia có gì. Chạy qua đi. Bên kia là cái cửa, mình lấy cái chìa khóa à. Vậy thì phải chặn. Sim nhảy lên thôi, Sim nhảy lên. Đây mình lên. Đơn giản lắm, thực ra mọi người chỉ cần đẩy cái block số 1 xuống chỗ này để nhiều người đi lên rồi chứ không có gì đâu. Còn không, mình lấy chìa bài bà, không lấy chìa làm sao lấy chìa này, nghe lấy chìa này. Đẩy số 1 xuống chỗ đấy thôi được à. Đẩy số 1 xuống đây. Xuống đây thôi. Cho đơn nha. Được. Rồi sao? Từ từ đã. Mình sang bên này đã, tất cả sang bên này. Từ từ, Phong phải xem cái cục đây nè, xem cái cục đây để cho không bị tia sét đánh. Từ bây giờ sao Phong lên nè, làm sao Phong lên nè. Đấy vấn đề đó. Chị phải nhảy cùng lúc với Phong. Em nghĩ là không nhảy được bài ta. Cái đấy để chặn cái sóng ở phía đằng trên nè, cái số 1 đó. Mà chặn như vậy thì chết game rồi. Phong hiểu rồi. Mình reset game rồi đi, để Phong phân tích cho nè. Bây giờ nha. Ở đây Phong đang giữ nè, bây giờ nè, Phong nhảy lên đầu màu vàng nè. Rồi màu vàng chạy qua kia đạp cái nút. Mấy người kia lên lấy cái bài lóc đó cho Phong đi. Rồi ok rồi. Rồi bây giờ đi xuống dưới, không cần đi được không? Quay lại. Xanh xuống. Xanh lá. Để cho biết. Rồi đó xuống luôn, đó xuống luôn, cứ giữ lóc trong đầu nha. Được. Là sao? lại. Rồi.
Rồi bây giờ xám chạy từ từ xám cho cái lóc đó nó lên cái phần đầu cái tai cái lỗ tai trước của xám á. Ok, để thả ra đây từ từ. Rồi tiếp 1, 2, 3. Rồi ok, rồi bây giờ xám đi xuống đi. Cá mui đi ra. Xuống đúng không? Xuống luôn. Rồi giờ đi thẳng về phía trước. Rồi bây giờ xám để cái lóc nó xuống dưới đi. Nè xám để mình lóc nó xuống dưới nha. Là xám đi ra cho mình lóc á. Ok rồi rồi, bây giờ mọi người nhảy qua nó hết đi. Mọi người leo. Ơi, đừng có đây. Rồi à, là từ từ, hiểu rồi, là mình cắt một đoạn rồi đúng không? Mọi người nhảy lên đây. Bây giờ mọi người lên đi. Rồi. Giờ tôi lên cái gì? Từ từ, hiểu rồi. Đây đứng lên. Cái lên đầu chị đi. Cắt một đoạn rồi, đúng rồi. Ta nhảy từ cái block này lên trên nè. Rồi đấy. Mình cắt ra đúng không? Nhảy đi. Rồi ok. Rồi bây giờ Sam Sim đứng lên cái block đó đi. Ok. Sam lùi về. Ok. Nhưng mà bây giờ làm cách nào để tôi qua được ta? Dạ vâng, vấn đề là em cũng hiểu là cái đó đó, nhưng mà em tưởng anh có ý gì đó kiểu rất là ma bồ kiểu Toro kết đỉnh á. Xem lùi lại, xuống bên kia, đúng rồi, xuống. Nhảy qua, rồi ông ơi. Không kịp. À, bà với mình phải nhảy cùng một lúc á, thì nó phải ok á. Rồi, phong quang nè. Đó, đúng rồi. Sim đi tới, Sim, rồi, bây giờ mui đẩy cái lóc kia qua là Sim qua bên kia rồi. Đây là chị đẩy thẳng đúng không? Đẩy qua. Mui đẩy xuống rồi, mui đứng lên rồi, ok, Sim nhảy ra cái lóc đó rồi, chị nhảy qua kia. Yeah, sơ. Rồi, Sim nhảy ra, đi mui, Sim đứng đi, rồi, ok, giờ cái mui. Giờ chị bình thường thôi. Rồi, bây giờ đây nè, từ từ nha. Đây, có một người đứng đây rồi, mui nhảy lên đầu em là được. Rồi, nhảy lên cái khóa. Trời ơi, cái màn này tôi mất gần 30 phút để giải. Trời ơi, cái màn này ác quá, màn này ác thật sự. Đây, mọi người, lúc nãy là level 6 là chúng ta đã cãi nhau XCOM của tỏi nha. Đến level 12 là con nguyền như là gấp đôi rồi á. Nhưng mà mình phải chơi, mình biết cái sự lâu chết của mình á. Gì đấy, quạt mọi người, cẩn thận quạt mọi người. Cái quạt à? Gì vậy? Sim? Ủa? Không qua được. Ủa nãy chị nhảy đầu tiên, chị nhảy qua được mà. Không, có người á. Nãy có người chui vô thì qua. Từ từ, cái gì đây? Ủa qua được thiệt nè. Ủa qua được mà. Nãy chị nhảy một mình qua được mà. Từ từ, cái này. Ờ. Ồ, cái này bắt cua nha. Qua kia. Cái này mình phải nhảy. Sắp thêm, từ từ. Không có gì căng bình thường mà. Coi chừng cái quạt đẩy á. Ôi, phải đứng cái đầu nha, phải đứng cái đầu nha. Ê, cái này nó khó lắm á mọi người ơi. Coi chừng nha, cái quạt nó đẩy á. Đây à, rồi. Đứng cái đầu nha nè, đứng cái đầu nha nè. Cọc lại. Mọi người nhớ nha, mọi người chỉ cần nhìn cái màu của mọi người thôi nha. Được. Mọi người chỉ cần tập trung vô màu của mọi người thôi. Đúng rồi. Đừng ai chặn nhau. Đó, bà mui mới đúng rồi. Không phải Sim chặn không cho chị lùi xuống. Đó gì vậy? Đó là đừng có đè nhau, phải đi một đường thẳng thôi. Rồi, đi Phong đi trước đây nè. Không đè. Lên nè. Ôi, Phong tí nữa đi. Cái này nó dâng lên chân xuống nha. Là nó khác nhau nha. Ok. Trời ơi, vấn đề là nó trong game gì nó có Sim ơi, bạn đè đầu cưỡi cổ Kairon được rồi. Cần chỉ phải đè đầu người ta vậy Sim. Lắm cái gì? Rồi, lắm quá. Bình tĩnh. Ok. Chung nè. Xuống chút xíu nè. Phong đúng đỉnh luôn á. Phong như kiểu hát cho mọi người đi lâu thật sự luôn. Thề luôn, Phong là idol của chị nha. Đầu tiên
Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Qua được là sẽ là idol, qua không được sẽ bị chửi là ngu, ok? Ê, chị không hề chửi nha, chị không hề chửi nha. Tôi để ý Sim hú đen thôi. Sim ơi, bạn cứ nhảy chậm chậm ơi Sim, đâu cần nhất thiết phải đi nhanh vậy đó Sim. Xin lỗi. Sao Sim đi đầu mà thành sau rồi? Đi đi! Đi rồi! Ờ đúng được, cái này phải nhảy rồi, cái này phải nhảy lên đầu nhau. Nó xa lắm bà. Nó xa thiệt, nó xa thiệt. Nó xa, 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 à, từng người thôi, trời ơi. Rồi, cây qua nè. Từ, đừng nhảy nữa. Rồi, xuống, nhanh, nhanh, nhanh. Rồi, cây lên, Sam lên. Rồi, mình lên, mình lên, mình lên. Vui lên chậm quá à. Trời, lát xóa game nha. Đừng xóa, chị lát xóa này nha. Ôi, rồi, qua, nhảy qua, nhảy qua, nhảy qua. Quá 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 quá, let's go. Lên nè, nhảy qua đây rồi. Lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Cái con gì vậy? Nhảy qua mấy con. Nhảy qua. Trời ơi, thấy con không? Biết phải nhảy qua rồi, sao mấy con đứng mấy nhìn làm gì đi sao mà. Nhảy qua đi, nhảy qua đi. Lên trời, lên trời. Là không gọc la la ở đây mọi người. Ta đã hết cái sự la la. Leo đầu. Nhanh lên, nhảy qua. Rồi, dậm cái đục, nhanh lên, dậm cái đục, dậm cái đục, dậm cái đục, dậm cái đục. Rồi, tất cả nhảy xuống. Rồi, xem mi qua. Rồi, ca mui qua. Rồi, cây lên qua. Đừng đụng vào tôi. Mình đụng vào mấy con đó. Mình không muốn đụng. Bình tĩnh nè, bình tĩnh nè, bình tĩnh nè. Cái con mình đụng nó được, cái con nó đạp nó đầu nó được. Rồi mui qua nè, Sam qua nè. Rồi, đừng đạp mình nè. Rồi đừng. Nhảy đi cái. Qua nè, cái con nhảy đâu nè. Nhanh lên cái kia mà nó chậm quá mình vẫn thua nha. Đi cái. Nhảy, nhảy luôn mọi người nhảy luôn. Đồng bố. Luôn luôn luôn. Con của mình thôi, đừng nhìn con người khác, nhìn con mình thôi. Đừng gây làm gì. Don't push. Nè, cái này hoài hòm nè. Don, Đây, thắng rồi. Tôi lâu được rồi. Ơ, làm sao để xuất hiện lại ạ? Thôi chị vô luôn đi, chị còn xuất hiện lại đó, chị vô luôn. Chào luôn nè. Ok, là các bạn ơi, và video của các bạn đến đây là kết thúc rồi này. Nếu các bạn đến thích một này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên chuông để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên một cái hello thêm bọn mình nữa. Chúc bọn mình chơi level cuối, bọn mình hết sức rồi. Một hôi cương rơi trò chơi kết thúc rồi nha mọi người, ok. Và nếu các bạn rất là nhiều, tiếp theo các bạn muốn bọn mình chơi thì bọn mình liền nhá. Bye bye.